một lớp học vẽ không đông đúc, nhộn nhịp. Các thành viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Và trở thành họa sĩ không phải lý do để họ đến với lớp học này. Mọi người nghĩ thì marketing online và học vẽ nó không liên quan gì nhau, nhưng học vẽ nó giúp cho tôi sáng tạo hơn trong việc triển khai các chiến lược dịch marketing. Thứ hai nữa, giúp tôi thư giãn sau những giờ phút căng thẳng. Hiện tại thì mình đang có 6 cái lớp vẽ ở thành phố Hồ Chí Minh. Những cái đối tượng mà trên 16 tuổi và họ muốn học thư giãn thì đều được học miễn phí. Kể từ năm 2004 đến nay, họa sĩ Nguyễn Lê đã có khoảng gần 1.000 học viên được miễn phí tiền công dạy học vẽ như vậy. Tâm huyết với những lớp học vẽ thư giãn miễn phí là bởi anh có một lý do đặc biệt. Khi mẹ của mình bị trầm cảm thì lúc đấy mình thấy cần có một cái môi trường để cho mẹ mình được vui vẻ hơn. Và mình nghĩ mình sẽ mở cái lớp ở nhà. Và sau khi mình mở thì mình lại thấy có rất là nhiều người đang trong hoàn cảnh giống mẹ của mình. Chị Bảo Trân là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Bên cạnh việc chăm sóc con cái thì giờ đây chị còn dành thời gian để đến với lớp học vẽ đặc biệt này. Con cái và bếp nút thì nó cứ loay hoay trong một cái gọi là trong một cái hộp đấy, cầm một cái cọ với những cái màu sơn này, màu sắc nó đa dạng, nó làm cho mình nó khởi lên một cái niềm vui gì mình không khó tả lắm. Chẳng cần tuân theo những nguyên tắc cố định trong hội họa, những bức tranh được các học viên vẽ nên bằng cảm xúc. Và đôi khi, những nụ cười mới chính là thứ họ tìm thấy sau mỗi giờ học. Thầy Lê là rất tận tình. À, có cái gì hỏi là thầy Lê là giúp thoải mái luôn. Làm điều mình thích là tự do, họ thích điều mình làm là hạnh phúc, cảm thấy rất là vui. Khi mọi người, những người cùng đam mê với mình, họ được thể hiện những cái họ muốn.